Lắm tiền bỏ túi. Lắm tiền bỏ túi vậy. Bóc cái lược. Bóc cái lược cái bóc tiền. Thường ngày bảo đi bảo qua học hả, là nhào lại bóc bóc tập với bóc viết rồi bữa nay hả, tập viết chê học bóc quá. Bóc tiền với vàng thôi. Hai lần bóc cái lược, một lần bóc tiền. Bóc lược cái này gì cơ? Giờ nó đâu biết đâu. Không biết giòn giòn nhát vậy cơ mà bóc không biết. Thường ngày hả, thấy bảo đi học à, bảo mà học là lại nhà lại tập với viết hả, dành khí thế lắm. Trước khi đi hả, đi học là phải chạy tàu. Rồi có tiền mới đi học, rồi giờ tâm đâu. Chết bóc miếng này, phi luôn. Bóc miếng này luôn. Hello. Quay vậy hả? Tính quay luôn cơ mà. Bóc miếng này luôn. Thấy không? Viết đi học mới cần ha, học giỏi cần ha. Đi giờ bóc viết mà mấy cái này nó thường hay chơi. Lười viên lì giỏi quá. Mày chuyện đi học giỏi ha. Dàn kế quên mà không thấy. Lừa qua lừa lại chứ không thể. Bữa nào làm cái cục vàng nó to lắm đấy. Vàng để kế bên và lừa qua lừa lại á, bóc kéo với cái kéo rồi bóc cái mặt kiến đi thôi. Ừ. Trừ cái tay nó đã dính muốn ăn cái cục xôi luôn rồi tối là ăn cục xôi này cục đất này nó không bấm mà để bỏ đi cái này.